mình chỉ cần ngồi xịt như thế này thôi là con bo bo nó rớt xuống. Này con bo bo ở dưới nó đỏ âu luôn, anh em thấy không? Mình không có chỉnh màu gì hết nha. Này là cái màu tự nhiên của con bo bo này luôn á. Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đại Cứ Bi của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ dắt anh em đi vớt bo bo tự nhiên nha. Và cái bo bo mà mình vớt nó ở sau trại của mình anh em. Mưa được 5 ngày thì nay nó xuất hiện bo bo rồi anh em. Anh em thấy dũng nước gì không? Thì tối hôm qua mấy anh chục nó rượt đuổi trên mấy cái thùng xốp của mình á. Rồi vô tình là nó gạt một cái van ra. Nó gạt không có nhiều. Nó chảy từ từ thôi, nhưng mà chảy qua đêm là hết trơn bồn nước của mình luôn anh em. Nước bây giờ lên láng dưới nền trơn. Chút nữa vô mình sẽ hút nước đi nữa. Ở đây mình đã chuẩn bị những dụng cụ để mà đi vớt bo bo và quay cho anh em xem nè. Trên đây là có một cái vợt khá là dài. Cái vợt nó cũng khá là cũ rồi anh em. Cái cây này mấy bữa anh em hay hỏi mình là mua ở đâu. Thì cái cây này là mình ghé những cái tiệm chim nào gần nhà, hoặc là mình có thể đặt trên Shopee mình mua những cái sào mà để treo lồng chim á. Anh em mua cái loại bằng nhôm á, chứ đừng mua bằng inox nha. Nhôm thì nó rẻ hơn, nhưng mà nhôm nó nhẹ hơn, mà sẽ cầm mình quơ nó dễ, nó không có bị mỏi tay. Còn inox thì nó rất là nặng nha. Inox nó như 5-7kg lần á. Rồi giờ mình sẽ ra mang mấy cái này ra để mình vớt những cái vật đầu tiên, mình quay cho anh em xem. À, anh em nhìn là đừng có mê nha. Đây là nhất là mấy anh em nuôi cá beta á. Cá beta thì thấy bo bo rất là đã luôn. Từ từ để mình bước lên cái bờ này. Nè, anh em thấy bo bo dưới rất là nhiều. Trước khi vớt bo bo thì mình sẽ nói tại sao mà mỗi lần mà mưa xuống thì nó đều có bo bo. Bo bo rất là nhiều luôn nha anh em. Anh em thấy đã không? Rồi, cái vườn, cái đất này á, mấy bữa mà mình chưa có đổ đất cát phối này lên á, thì cái vườn của mình nó cũng sẽ bị ngập nước như thế này. À, mùa hè á, mùa nóng á, là đất nó khô rang luôn, nó nứt đất ra luôn. Nhưng mà chỉ cần một cơn mưa xuống thôi, mưa mà đủ cái lượng nước để cho nó ngập kéo dài tầm khoảng từ 5 ngày trở lên á, là bắt đầu nó sẽ xuất hiện những con bo bo. Thì anh em nghe mình nói thì nó cũng hơi vi diệu chút xíu đúng không? Nhưng mà những anh em nào mà xem kênh của mình lâu rồi á, thì anh em cũng biết được là cái thổ nhưỡng ở đây nó rất là ok luôn. Chỉ cần là có cái nền đất, rồi phía đằng kia là anh em thấy có một cái chuồng bò. Đó, cái chuồng bò đó thì người ta sẽ xả phân ra phía sau, mà mưa thì nước nó sẽ tràn phân xuống cái vườn này luôn nè. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mấy cái cây cỏ này nè, mấy cây cỏ tự nhiên này, khi mà mưa xuống một cái á, nước nó ngập quá khỏi cái cây á, nó không có thở được thì nó sẽ chết. Nó chết đi thì cái thân cây, cái lá cây nè, như cái chỗ xanh xanh này anh em thấy không, nó bị thối rửa ra, nó tan những cái chất dinh dưỡng hữu cơ vô trong nước, cộng với lại cái chất dinh dưỡng hữu cơ trong phân bò, thì con bo bo nó lọc cái nước này nó sống, và nó bắt đầu là nó tự sinh nở ra luôn anh em, tự nó sinh ra luôn. Rồi sau đó là khi mà nó đã có con bo bo giống rồi thì nó sẽ sinh ra con bo bo rất là nhiều và lên rất là nhanh. Và cái này là sau 5 ngày nó đã sinh sôi ra rồi nha anh em. Chứ còn mới hôm bữa mình ra mình coi 3 ngày là có leo que vài con à. Mà bây giờ là anh em thấy đã không? Ok, bây giờ mình sẽ vớt bo bo cho anh em xem nha. Mình lấy cái vợt đi, mình vớt cái vợt đầu tiên nè. Này khá là nắng. Thế mình là sửa cái vợt cho nó cứng lại chút xíu. Rồi anh em nhìn mình vớt nha. Giờ đây anh chưa cá anh. Có mấy anh xe chở đất á, anh hỏi mình là mình nói giọng quảng luôn nha. Anh em thấy bo bo đã không? Nó đỏ lắm nha. À, chỗ này nó tụ thành đống rồi anh em. Ồ. Đã chưa? Nay mà có mấy con cá beta bột á, mình thả vô mình nuôi là khỏe lắm. Mình chỉ cần thả bo bo vô là khoảng 3-4 ngày sau mình không cần cho ăn luôn. Bo bo nó tự sinh ở trong cái hồ nuôi cá của mình. Mình đừng bỏ nhiều quá, nó chết thì nó hư nước làm ảnh hưởng tới con cá bột thôi.
Đây cái chỗ mà râm râm mát này nè là nó bo bo nó vô nó nấp nắng anh em. Trong đó nhìn nè. Rất là nhiều nha, nó chớp nước cho đó rất là nhiều luôn. Hôm nay là ngày thứ năm nên là nó chỉ sinh sản ra mình vật sơ sơ là nó được như thế này nha anh em. À, anh em thấy bò rất đã luôn. Như nè. À, đã không? Giờ mình sẽ cho nó vô trong cái thùng kem nha. Đây là một trong những cái mẹo mà giúp anh em đi vớt bo bo nè. Khi mà đi vớt xa mình đừng có mình vớt bo bo xong mình để như thế này thôi, hoặc là mình cho xíu xíu nước, chứ mình đừng có cho nước nhiều quá thì con bo bo nó ngợp. Khi mà mình vớt tầm khoảng nửa tiếng tiếng mình mới đi về tới nhà được á, thì có mấy con bo bo là nó chết ngợp, là nó chết ra màu trắng rồi ha, nó chuyển qua màu trắng. Để mình vợt vài vợt chỗ này nữa xong đó mình sẽ để máy ra, mình tập trung mình vớt nha, để vô cho tụi cá nó ăn. Cái rồi mình sẽ quay cho anh em xem cái cảnh cá nó ăn bo bo luôn. Anh em thấy đã chưa? Trúng sắc. Cái này vài bữa nữa thì nó sẽ nhiều hơn nha, chứ còn bây giờ thì chưa nhiều lắm. Đó, đi dọc hết cái bờ này nè. Dọc hết cái bờ này là anh em thấy là có rất là nhiều. Ok. À, chân này là dư cho mấy con cá bột với mấy cá con ăn rồi. Mình giờ mình sẽ để máy quay ra một góc, mình quay cho anh em xem. Mình đang viên cục nó lại để mà bỏ qua cho dễ nè. Anh em thấy nó đỏ giống như thịt bò luôn không? Đó, nó lọc phân bò á, mấy cái mà chất hữu cơ á. Hay à. À. Rồi anh em thấy đã chưa? Bây giờ mình sẽ đặt máy quay ra mà mình quay nha. Rồi ok, chào anh em nha. Giờ mình sẽ đi vớt bo bo. Mình vớt tận đầu xa này, mình vớt tới luôn nha anh em.
Rồi và đây là thành quả của mình nãy giờ nè anh em. Mình đi vớt một lượt. Đây, anh em hơi khó thấy á. Đây, nãy giờ thì nó được như đây nha. Giờ mình sẽ cho vô trong cái thùng kem. Và đây là số bo bo nãy giờ mình vớt được nè anh em. Giờ mình sẽ vô nhà hướng dẫn anh em cách lọc bo bo cho nó sạch rác, rồi sau đó mình mới cho cá ăn được nha. Giờ mình không cần phải đi đường chính nữa, độ đất lên thì ngoài sau của mình nó đã cao rồi. Giờ mà mình bước một bước là lên trên này. Đấy, qua bên đây cái góc rất là quen thuộc, là bên đây là cái trại cá của mẹ mình nè. Để lâu rồi chưa quay, để có gì chắc một hai bữa nữa dọn dẹp mà hút cạn sạch sẽ rồi mình sẽ quay ngoài khu của mẹ mình cho anh em xem. Còn đây là chỗ mình trữ trùng chỉ huyền thoại nè anh em. Mấy bữa mình hay quay hướng dẫn anh em cách trữ trùng á. Đó, kết hợp luôn cái chỗ ấp Artemia luôn. Một ngày thì mình sẽ cho cá ăn 2 bình 5 lít này. Tùy vào cái lượng cá mà mình sẽ bỏ bao nhiêu trứng nha. Mình lắc cho mấy cái trứng này nó rớt xuống lại nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lọc bo bo. Tập trung vào vấn đề chính thôi. Rồi sau đó đi cho cá ăn, quay cho anh em ngắm cá thư giãn chút xíu. Rồi mình đi làm công việc của mình, bắt đầu một ngày mới nha. Ngày hôm nay là mình nói đi làm video tổng hợp tất cả những dòng cá đang bán. Nếu mà nó kịp thì ngày hôm nay mình sẽ up lên, còn không kịp thì ngày mai nha. Vì mình quay cái video bo bo này nó cũng tốn khá nhiều thời gian nè. Anh em đợi xíu mình lấy đào cụ ra để mà hướng dẫn anh em lọc bo bo. Ở đây mình có một cái vợt nano lưới nó dài hơn. Đây mình lấy gỡ cái. Rồi, ở trên đây là mình có một cây vợt tự chế. Cái vợt này mình làm từ vải mùng á anh em. Cái lỗ như thế này là đẹp nha, vừa lọt con bo bo xuống thôi. Còn lại những cái rác thì nó sẽ ở trên. Đây, mình để cái vợt đó lên đây. Ở đây là mình có một cái ống dây. Ống dây này để nối vào cái vòi nước này nè. Rồi mình dẫn xuống mình xịt cho nó có áp lực hơn. Chứ còn cái vòi này là nó xịt ra là nó bắn tung té tùm lum hết. Giờ mình sẽ đổ bo bo lên trên này nha. Vì đây là bo bo ít nên là mình chỉ lọc bằng cái vợt nhỏ này. Còn bo bo nhiều hơn thì mình sẽ dùng một cái miếng vải to hơn. Rồi mình mở nước nè. Đó, anh em thấy nó có áp lực nước không? Rồi mình chỉ cần ngồi xịt như thế này thôi. Là con bo bo nó rớt xuống. Này con bo bo dưới nó đỏ âu luôn anh em thấy không? Mình không có chỉnh màu gì hết nha. Này là cái màu tự nhiên của con bo bo này luôn á. Rất là tốt. Hồi trước mình ít cá, tới mùa bo bo mình vớt thì mình có đi bán, mình chia cho anh em. Nhưng mà từ khi mà mình nuôi nhiều cá lên rồi thì giờ không đủ cho tụi cá nó ăn. Nên là mình không có còn bán nữa. Mình vớt bao nhiêu được thì mình sẽ, dù nó nhiều thì mình cấp đông. Còn nó ít thì mình sẽ cho ăn tươi như thế này, ăn qua ngày vậy. Thì cũng đỡ tốn tiền trùng lắm anh em. Mấy nay thì hết cá lớn rồi, không có cá lớn để bán nhiều, chỉ có cá con thôi. Mà cảm giác là mình đi mua trùng, mình cho nó ăn liên tục vậy mà mình không có, mình chưa có cá bán anh em. Thấy nó cũng khá là tốn thiệt sự. Vì không những nó ăn trùng, ngoài ra nó còn ăn tơ, ăn những cái cám xịn. Thôi mình lọc tiếp nha. Mình cho nước nó mạnh hơn chút xíu, lọc cho nó nhanh. Đây, anh em thấy là nó đọng lại rác đây nè. Ok chưa? Rất là sạch sẽ nha. Cái bo bo này là mình vớt xong mình cho cá ăn liền được. Vì trong vườn này là nó cũng hữu cơ không á anh em. Chắc hữu cơ thôi.
mình không có sợ có thuốc trừ sâu giống như là ở ngoài ruộng. Đây là số bò bò sáng giờ mình vớt được nè anh em, một ly đặc kẹo luôn nha. Bò bò rất là đỏ, nó sống này nó nhúc nhích nè anh em thấy không? Mà mình cho ăn một lần thì nó sẽ không có hết được. Mình sang bớt ra bên cái ly nhỏ này mình để mình chia ra những cái cử sau. Đây mình sẽ lấy chừng này. Bò bò mình cho ăn trong ngày thì sẽ để ngăn mát nha. Rồi bây giờ mời tất cả các anh em cùng theo chân mình đi cho cá ăn, ngắm cá thư giãn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây cho dãy cá con nó ăn trước nha. Full red này nó mới lên màu đuôi nè anh em. Anh em thấy nó ăn bo nè. Mấy hồi cá con mới đẻ này mình cho nó ăn ít thôi nha anh em. Đó, mình nhiễu vài giọt thôi. Bây giờ thì chỉ còn cá con là nhiều. Chứ cá lớn vừa rồi mình bán hết rồi. Cho dạy cá con nặng xong mình quay cho anh em xem dạy cá tơ nha. Này full red lớn hơn nè. Cá này mình chưa có tách trống mái. Anh em nhìn body nó đã không? Body rất là lực. Video trước mình đã chia sẻ cho anh em về cách phôm cá rồi. Anh em nào chưa biết cách phôm cá bảy màu á thì xem cái video mình gắn cái đường link ở bên trên góc phải của video này nha. Full red sắp tới lên rất là nhiều nha anh em. Nãy giờ mình quay anh em thấy rồi. Đã dưới đây mình mới đẻ lại được, lộn, cá nó mới đẻ lại được 4 bầy rồng xanh xịn. Thì rồng xanh đợt trước nó đẻ ra xấu lắm nên là mình bán cá học sinh thôi, mình không có bán cá giống cho anh em được. Mấy con rồng xanh nó đang bơi bên trong á, giờ còn nhỏ nên là nó chưa có màu nữa, gặp cái nền đen nữa là anh em rất là khó để thấy luôn. Rồi còn beta ở đây. Chút xíu nữa mình sẽ quay lại mình cho tụi cá beta nó ăn sau nha. HB Red nó cũng mới đẻ lại được 2 bầy nè anh em. Cá khó đẻ lắm.
anh em nói cá dễ đẻ thì đúng rồi, dễ đẻ đối với những con cá học sinh thôi, những con cá xịn á mùa nóng này nó rất là khó đẻ. Như rồng đỏ bây giờ nó mới đẻ lại được có con bầy nè, nó nên là đâu có cá để mà chia cho anh em đâu, nó lên thì cũng tùy đợt, nói chung đợt nào nó đẻ ok thì mới có cá để mà chia cho anh em. Để mình quay cho anh em xem mấy con cá tobat mình đang phôm. Cá này chưa có lựa ra gì hết á. Trên hồ này là nó có mấy con là để yên như vậy. Này nó hơi dơ anh em thông cảm nha. Trước tiên thì mình sẽ làm body của tụi cá này trước. Và từ từ vây đuôi nó sẽ ra sau. Con này body rất là lực nè. Giờ nó mới được ăn lại bo đó. Còn bên đây là cá mái, cái hồ này nó đẻ cũng ít cá mái ghê á. Được có vài con cá mái à. Bên đây là size cá nhỏ hơn. Mình có thả cá trong đây một con AB Retro nè. Cái dòng AB Retro này chắc sắp tới mình sẽ bỏ dòng và mình thay thế vào cái dòng đó là dòng Dumbo BDS Hatmoon nha. Dumbo Redtail á. Vì con AB Red này nó chỉ đẹp khi mà nó được khoảng 3,5 kìa, 3,5 trở lên á thì vây đuôi nó mới đủ màu. Chứ còn tơ hơn á, vây đuôi nó nhìn chán lắm anh em. Nó lợt lắm, vây đuôi màu nó lợt. Không bằng con Forest chơi nó không đã. Nên là mình đổi dòng luôn. Này tụi cá trống tơ nè ha anh em thấy không? Căng lắm. Còn về cái dòng tobat này á, mình đang quay tới chỗ dòng tobat này thì có khách. Thì tại sao mà dòng tobat này giá nó cao á? Thì cá trống là nó nhiễm đỏ nè. Cái này là mình lựa từ hai bầy ra mà nó mới được nhiêu đây con cá trống. Mình bỏ vô chung trên một hồ thì nhiễm đỏ, nhiễm bạch tạng là bỏ hết. Và có một cái kiểu nhiễm nữa là cái thịt nó màu trắng nhưng mà vây đuôi nó vẫn màu xanh lợt thì cái đó cũng bỏ luôn, cái đó không bán được. Còn về phần cá mái á, cá mái thì mình chỉ lựa những con nào mà nó màu xanh nhìn nó mướt thôi. Còn mấy con cá mà nó bị vàng cuốn đuôi nè, vàng đuôi nhiều hay là nó bị chấm chấm trên cái đuôi của nó các kiểu á, mấy con cá nó nhìn nó không có được đẹp á, mình cũng không có bán, mình thả thủy sinh hết. Nên là dòng tobat này là giá nó cao là như vậy á anh em. Tụi tobat Bittail này hiện tại cái giá bên mình chỉ có một giá thôi, tại vì cá nó còn tơ, mình bán đồng giá luôn, đó là 350.000 một cặp. Thì mấy con cá to to ở đằng kia, chứ còn cá này cá tơ nha. Anh em muốn xem thì để mình lại mình quay cho anh em xem sơ. Rồi hết cái video này là mình sẽ đi cập nhật tất cả những dòng cá đang được bán ở trại. Đây, cá mà 350.000 là đây nè anh em. Size này gần 2 tháng tuổi. Anh em thấy size nó như con cá đá không? Nè, to hơn ngón tay út của mình rồi. Thấy không anh em thấy không? Ngón tay trỏ của mình là có mấy con nó xem. Rất là dữ nha. Đây tụi cá trống bên đây thì mình tách trống mái ra nên là tụi nó dí kè lẫn nhau nè. Này mờ quá nó không lấy nét được. Để mình cho ăn rồi dụ tụi nó ra nha. Tí nó ra rồi quay lại đây, qua đây quay cho anh em xem mấy con cá mái trước. Đây rất là đẹp nha. Body rất là lực. Cá này về thì nó tỷ lệ đẻ ra cá con nhiều á thì rất là bình thường luôn nha anh em. Mình nuôi như thế này và anh em nuôi tốt nữa, nó đẻ ra tầm trăm mấy con là bình thường. Nhưng ngày hôm qua có khách báo mình là đẻ 158 con. Mình nói cũng không có gì quá bất ngờ vì cá của mình cũng có những con nó đẻ gần 200 con rồi. Anh cười thôi, anh khoái, đẻ quá trời cá con luôn.
Cá trống thì nó ở bên đây nha. Đó, nhìn body, vây và đuôi, nó được có vài con trống à. Chứ không phải một hồ mình chỉ nuôi chừng này con nha anh em. Lọc lựa nó nhiễm ra thì đó, một bầy thì nó chỉ còn lại được chừng này con. Cái nãy là mình ghép hai bầy nó mới nhiều được tí. À, anh em thấy đã không? Ok, video đến đây. Ô, con này lên hóc môn rồi nè. Con nó lên hóc môn rồi. Ok, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay á, thì hãy nhấn cái nút like ủng hộ mình và đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Chào tạm biệt tất cả các anh em.